Madam Pang bày tỏ sự ngưỡng mộ, truyền thông quốc tế nói gì về đội tuyển nữ Việt Nam? Nhà báo Shirin Ahmed của CBC Sports Canada cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam là một trong số các tân binh mang đến sự khó đoán đầy năng lượng cho World Cup nữ. Một trong những điều tôi muốn xem tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần này là các đội mới và cách họ thi đấu. Có 8 đội lần đầu tiên được tham dự giải đấu, nhờ sự mở rộng từ 24 lên 32 đội. 8 đội mới này Philippines, Morocco, Panama, Việt Nam, Haiti, Ireland, Zambia và Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ mang đến sự thú vị cho giải đấu. Một số đội như Ireland, Bồ Đào Nha và Panama đã từng tham dự World Cup Nam. Haiti đã vượt qua vòng loại một lần vào năm 1974. Morocco vượt qua vòng loại vào năm 2022 và gây ấn tượng cực mạnh ở Qatar 6 tháng trước. Đối với Việt Nam và Philippines, đây là lần đầu tiên hai quốc gia này góp mặt tại bất kỳ kỳ World Cup nào, dù là nam hay nữ. Không phải tất cả các trải nghiệm đều tốt. Tôi đã xem Hoa Kỳ hủy diệt hoàn toàn Thái Lan với tỷ số 13-0 tại Pháp năm 2019 theo cách gần như mất tinh thần. Có một vài khoảnh khắc quan trọng nổi bật với tôi trong tuần đầu tiên này. Vài ngày trước, Hoa Kỳ đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-0, nhưng gặp vô vàn khó khăn trước màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Kim Thanh cản phá quả phạt đền của Alex Morgan với sự kiên trì ít ai ngờ tới nhưng khiến nhiều người thích thú. Nhà báo này nhận xét, thủ môn Kim Thanh với màn trình diễn xuất sắc trong trận gặp đương kim vô địch Mỹ đã nhận được vô số lời khen, thậm chí từ phía các cổ động viên đất nước cờ hoa. Một tài khoản mạng xã hội có tên Terra bình luận, thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu thực sự ấn tượng. Cô ấy đã cản phá được những cú sút của Hermoso, Sinclair và cả Morgan. Điều này đã làm tăng sự hấp dẫn của World Cup năm nay khi những đội yếu sẵn sàng làm khó những đối thủ mạnh. Trong khi đó, một vài cổ động viên khác cũng chia sẻ, giải thưởng xuất sắc nhất trận cho pha cản xuất sắc của thủ môn Kim Thanh, quá tuyệt vời. Tôi biết cầu thủ xuất sắc nhất trận rất có thể sẽ thuộc về Sophia Smith, nhưng chúng ta có thể phá luật một lần và cho thủ môn Trần Thị Kim Thanh của Việt Nam thêm một giải nữa không? Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất ở World Cup là pha hỏng ăn của Alex Morgan trên chấm phạt đền trước thủ môn chỉ cao 1m65. Thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam nên xuất ngoại, đến châu Âu hay châu Mỹ đều được nếu tiếp tục giữ được phong độ này. Điều đặc biệt là nữ tỷ phú Madam Pang, người đứng sau thành công của bóng đá Thái Lan những năm gần đây cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho các cô gái của chúng ta. Trên trang cá nhân của mình, trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan Madam Pang đăng tải hình ảnh thủ môn Kim Thanh cùng dòng trạng thái: "Chúng tôi chân thành cảm ơn đội bạn." Hình ảnh của đội bóng sao vàng trong trận đấu đầu tiên tại World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ số 1 thế giới khi hết hiệp 1 chỉ dẫn 2 bàn. Từ tình yêu của những người thích bóng đá nữ, tôi gửi trái tim để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các cổ động viên Thái Lan cũng bày tỏ sự ủng hộ với đội tuyển nữ Việt Nam. Trên Facebook của Madam Pang, một khán giả Thái Lan viết: "Dù gặp là ghét nhau nhưng cuối cùng lại là đại diện ASEAN, nên chúng ta nên có một số cách cư xử để động viên lẫn nhau. Họ là đội bóng đại diện cho châu Á của chúng tôi. Chúng ta cùng là người Đông Nam Á, tôi cũng rất tự hào về đội tuyển nữ Việt Nam. Cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam vì đại diện cho Đông Nam Á dự World Cup. Niềm đam mê và tinh thần thi đấu của các bạn thật đáng khen ngợi. Từ Thái Lan, tôi luôn ủng hộ các bạn Việt Nam trên hành trình này." Sau khi trận đấu kết thúc, nữ tỷ phú tiếp tục đăng tải trạng thái với icon quả bóng, cờ Việt Nam và biểu tượng vỗ tay thay lời chúc mừng, tán thưởng màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trên sân Eden Park.